Xin chào các bạn. Trong chương trình review hôm nay, Hiếu sẽ giới thiệu các bạn một số phụ kiện vừa được trung tâm phụ kiện và đồ chơi xe hơi cao cấp Biak Auto nâng cấp cho dòng xe Fortuner 2020. Và những cái gói phụ kiện mà vừa nâng cấp đó là hũ gầm chống rỉ sét cho dòng xe này. Cái gầm nó tương đối là nó trống trải, nó phần sườn ở dưới thì chúng ta phủ gầm, nó cũng giảm độ bớt một phần trong cái phần này. Cái thứ hai nữa là cách âm chống ồn ha, vì cái xe này nó rộng mà đặc biệt cửa lùa đồ hền các cái, thành ra cái phần tạp âm nó cũng tương đối nhiều và nó hơi bị ồn nó, cho nên là chúng ta cách âm nó toàn bộ cái phần sàn xe, phần cánh cửa, phần trần, cốp sau rồi các cái, để cho cái xe này đi nó im hơn, nhìn cho nó thoải mái hơn cho các quý khách hàng mà thường xuyên chúng ta có những chặng đường chúng ta di chuyển dài. Rồi lót sàn giả gỗ. Lót sàn giả gỗ thì có hai dạng, một dạng thì simili giả gỗ và một dạng là chúng ta gỗ thật để chúng ta lót cái phần sàn này ha. Rồi trên cái xe này thì Hiếu thi công nó chỉ là simili giả gỗ thôi các bạn ha. Và cái phần kế tiếp nữa là phủ sơn mít, phủ sơn mít toàn xe để bảo vệ cái độ bóng của sơn nó được sử dụng lâu hơn, bền hơn và nó chống được những cái vết xước khi chúng ta có những va chạm nhẹ. Và đặc biệt Hiếu muốn giới thiệu hôm nay đó là cái cửa lùa điện ha. Bản thân của xe này gồm có hai cửa lùa cơ, gồm bên tài và bên phụ. Tuy nhiên cái xe này thì Hiếu theo nhu cầu của khách hàng chỉ làm một cái cửa lùa điện ở mé bên phụ thôi. Và trên tay của Hiếu đang cầm đó là cái remote để sử dụng cho cái cửa lùa này ha. Một bộ đi theo nó gồm có hai remote ha, một và một cái công tắc phụ nằm ở trên gần ở trên chỗ cái vô lăng để cho người tài xế có thể mở cho người ở phía dưới bước lên. Hoặc là hai chìa khóa này thì chúng ta chia ra thành hai người, hoặc một cái secure hoặc một cái chúng ta đem theo và chúng ta điều khiển từ xa. Một điều Hiếu rất là thích thú là muốn giới thiệu với các bạn đó là cái cửa này được các ekip của các đội thợ của Biak Auto thi công, không có để motor bên ngoài ha, rồi hoàn toàn là giấu hết. Một cái điểm thứ hai nữa Hiếu ưng ý đó là nó chạy rất là êm, nó không có là khi mà đề ba nó không có một cái tiếng rất là lớn hoặc là đóng vô nó quá nặng. Đấy, đấy là cái mà Hiếu muốn chia sẻ với các bạn ha. Đặc biệt có một cái nữa đó là cái cảm biến mắt thần đó, để chúng ta chống kẹt ha. Và bây giờ Hiếu sẽ thao tác cho các bạn xem về cái quy trình hoạt động cũng như là cái hành trình hoạt động của cái cửa lùa này, để nó vừa êm mà nó vừa hiện đại và tiện nghi, nó giúp cho chúng ta có thể bước lên bước xuống một cách dễ dàng mà không sợ bị kẹt tay, đặc biệt là những em nhỏ và những phụ nữ. Rồi bây giờ Hiếu thao tác nha các bạn. Trên đây sẽ có cái nút, Hiếu sẽ mở cửa. Đấy, cái hành trình mở cửa của nó mở dường như là 90% của cái cửa là nó mở toan ra hết, chứ nó không có. Có một số đơn vị thì nó chỉ mở được khoảng từng 70 thôi, còn 30% còn lại. Nhưng mà cửa này gần như là nó mở hết hoàn toàn ha. Rồi rất là rộng để chúng ta bước lên. Và Hiếu tiếp tục là Hiếu thao tác đóng cửa. Đấy, và cái mắt thần cảm biến Hiếu được bố trí ngay chỗ cái mép của cánh cửa này, chỉ cần chúng ta bước vô thì cái cửa nó sẽ dừng lại. Bây giờ Hiếu sẽ thao tác cho các bạn thấy nha. Hiếu đang làm cái thao tác chúng ta đóng cửa. Rồi, và Hiếu vô. Đó, rõ ràng là cái cửa nó sẽ đóng lại. Và Hiếu lại tiếp tục đóng tiếp nha. Chỉ cần đưa cái tay vô thì cái cửa chúng ta dừng lại và cái cửa sẽ đứng lại. Rồi tiếp tục. Đó, còn một khoảng thôi đó, cái cửa cũng dừng lại để làm không có bị kẹt ha. Và bây giờ chúng ta có thể tiếp tục bấm vô hoặc mở ra đều được hết. Để cửa ra.
Và khi mà đậu cái cửa lùa điện có cái bộ cảm biến mắt thần chống kẹt á, thì dù cho chúng ta bấm nhưng mà có người lên xuống hoặc đứng ở vị trí cửa thì chúng ta cũng không bấm được. Chỉ cái cửa nó chỉ nhích tới trong khoảng phạm vi một tấc thì nó cũng sẽ dừng. Và bây giờ Hiếu sẽ làm cái thao tác đó để cho các bạn thấy nó được rõ hơn nha. Và bây giờ Hiếu đang thực hiện cái thao tác chống kẹt và một bạn đang đứng ở cái cánh cửa. Và bây giờ Hiếu dùng cái remote để Hiếu thực hiện là đóng cửa lại. Đó, thì cái cửa nó di chuyển được tí xíu nó dừng lại. Hiếu tiếp tục Hiếu bấm thêm cái nữa. Nó cũng chỉ dừng lại tí xíu thôi bạn. Và nó không, và nếu mà để nguyên như vậy thì nó không ấy nữa, nó dừng tiếp tục. Và nếu mà chỉ bấm một tí xíu nữa thì nó cũng chỉ dừng chút xíu thôi. Đấy. À, bây giờ Hiếu bấm ra. Lúc này vẫn thực hiện cái thao tác là mở ra được các bạn ha. Và hiện tại và tương lai là chắc chắn sẽ về tới, thì Hiếu cũng nhập những cái bộ phụ kiện để dành cho dòng xe Fortuner này, để cho hoàn chỉnh cho bộ option accessory của dòng phụ kiện này. Đặc biệt đó là bộ body kit toàn thân, nó gồm có ốp trước ốp sau hai hông và những cái vè cua rất là đẹp. Rồi những cái ghế bên trong nội thất thì có ghế chúng ta làm việc hoàn toàn chỉnh điện và bàn ăn. Rồi gác chân hoàn toàn chúng ta hoàn chỉnh điện hết. Thì trong tương lai gần nhất thì Hiếu sẽ kịp thời để mà trang bị cũng như là giới thiệu cho các bạn, cũng như quý khán giả nào chúng ta đang quan tâm để mà trang bị cho dòng xe Fortuner này của mình. Và Hiếu thấy cái dòng xe này ra, đặc biệt là Hiếu thích đó là cái không gian, cái nội thất của nó rất là rộng rãi ha. Mặc dù nhìn cái thân nó rộng vậy nhưng mà nó chỉ có 7 đến 8 chỗ thôi, thì nó hoàn toàn nó phù hợp cho chúng ta nâng cấp lên để mà phục vụ cho gia đình. Đặc biệt là chúng ta thường xuyên phải cho những cái doanh nhân mà phải liên tục chúng ta hoạt động thì chúng ta có thể ngồi trên xe để chúng ta có thể là làm việc luôn, hoặc là nghỉ ngơi luôn, hoàn toàn nằm trên xe hết, rất là tiện ích. Nó coi như là một cái ngôi nhà thứ hai, một cái ngôi nhà di động của những doanh nhân này vậy ha. Thì đó rất là hữu ích. Hiếu mong rằng sẽ những cái tác phẩm của Hiếu sau này sẽ đáp ứng được một phần nào cái nhu cầu của những chủ nhân, những khách hàng mà có những cái hành trình hoặc những cái nhu cầu thiết thực để phục vụ cho tất cả quý khách hàng. Và bây giờ chương trình review của Hiếu là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý cùng với Hiếu để nghe cái chia sẻ của Hiếu về dòng xe Fortuner này, cũng như là chia sẻ về cái ghế điện dành cho dòng xe này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và subscribe. Hãy like cho mình một cái để khi có những video mới thì Hiếu kịp thời để gửi đến, để thông tin kịp thời cho các bạn nắm bắt nha. Bây giờ Hiếu xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đi lần sau. Tân bừng chào đón năm mới 2020, Pika Auto Center trân trọng gửi đến quý khách hàng 3 chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn như sau. Chương trình thứ nhất dành cho gói lắp đặt màn hình DVD từ thương hiệu Bravigo và Zetec. Quý khách sẽ có cơ hội nhận ngay một bọc vô lăng Sparko trị giá 550.000, một chai nước hoa ô tô trị giá 1.200.000 và một sốp điện Biona trị giá 3.500.000. Chương trình thứ hai, khi dán thêm cách nhiệt 3M9 hạng tại Pika Auto, quý khách sẽ được giảm 30% cho khách hàng dán phim lần đầu, giảm 40% cho khách hàng đã dán phim cách nhiệt kém chất lượng nơi khác. Chương trình thứ ba, khi phủ ceramic cho ô tô tại Pika Auto, quý khách sẽ được nhận ngay ưu đãi giảm 25% gói phủ ceramic cao cấp, giảm 15% gói phủ ceramic tiêu chuẩn. Đồng thời, quý khách sẽ được tặng miễn phí một gói vệ sinh nội thất xe trị giá 1.500.000. Thời gian khuyến mãi diễn ra từ nay cho đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2020. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline hiển thị trên màn hình. Chúc quý khách nhiều sức khỏe và đón Tết Canh Tí 2020 thật sum vầy hạnh phúc. Pika Auto dẫn đầu để phụng sự.